Chào các bạn, đường hai chiều ở Bangkok Motor Show đây. Và bây giờ thì mình đang đứng ở khu vực của Honda. Thì ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều mẫu xe mà ở Việt Nam chẳng bao giờ nhìn thấy. Và những cái xe mà ở Việt Nam hay nhìn thấy thì ở đây có khi lại không có. Ví dụ điển hình ngay đằng sau đây là chiếc Honda City phiên bản hatchback. Và không chỉ nó lạ ở phần nó là hatchback đâu, mà nó sẽ là phiên bản EHEV. Nói chung nó là phiên bản hybrid. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là Honda hiện tại họ đang làm rất là nhiều những cái chiếc xe hybrid để bán ra tại thị trường Thái Lan, ví dụ như City này, Civic và HR-V. Thì đây chúng ta sẽ đi lượn một vòng xem là ở Honda thì nó có gì hay. Ví dụ như ở đây, đây là chiếc Civic thế hệ thứ 10 ở phiên bản hatchback. Và có lẽ là đây sẽ là một cái giấc mơ của rất là nhiều anh em tại Việt Nam khi muốn độ Civic của mình thành Civic Type R. Thì nó là hatchback, độ lên Type R thì nhìn nó sẽ hợp lý hơn là mấy chiếc sedan ở Việt Nam, đúng không ạ? Đó, phiên bản này thì nó là RS hatchback. Thực ra cá nhân mình thì mình nghĩ là nếu như nó không phải Type R thì mình cũng không thích cái thiết kế hatchback lắm. Mình thấy cái thiết kế của sedan thế hệ thứ 10 này thì nó đẹp hơn. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ có HR-V. Và lát nữa chúng ta sẽ quay lại với cả cái chiếc xe này sau. Và chúng ta sẽ đến với cả cái chiếc xe này. Đây, chiếc Civic phiên bản hybrid, nó có cái gì hay? Thì với cái phiên bản này, nếu như mà chúng ta nói về ngoại hình của nó ấy, thì nó không khác gì với cả phiên bản Civic đã ra mắt tại Việt Nam cả. Thế nhưng mà từ lúc mà Civic ra mắt rồi đến lúc mà bọn mình làm cái video trải nghiệm lái thử Civic ấy, thì rất là nhiều anh em phàn nàn nhiều về hộp số CVT. Anh em muốn mua một cái chiếc Civic số sàn. Thế nhưng mà nếu như bây giờ mình giới thiệu cho các bạn một chiếc Civic không có hộp số thì sao? Thì đây, đây chính là một chiếc Civic không có hộp số. Vì sao lại như thế? Vì nó là hybrid. Và cái hybrid ở trên những cái chiếc xe Honda ấy thì nó sẽ rất là khác so với cả những cái hệ thống hybrid ở trên những cái dòng xe khác. Vì sao lại như thế? Thì bây giờ mình sẽ giải thích luôn một chút về cái hệ thống hybrid của chiếc xe này. Có thể là sẽ mở cái nắp capo lên một chút nhé. Sorry, can I pop the hood? Thank you. Ở trên cái phiên bản hybrid này thì chúng ta sẽ có một cái khối động cơ không phải là 1.5 turbo. Nó sẽ là động cơ 2.0 hút khí tự nhiên và nó đi cùng với đấy là hai cái motor điện. Vậy thì nó hoạt động như thế nào và tại sao mình lại nói là nó không có hộp số? Nếu như mà ở trên những cái chiếc xe hybrid, ví dụ như là của Toyota chẳng hạn, chúng ta có Camry, chúng ta có Corolla, thì nó sẽ là hộp số ECVT. Nó có thể gọi là một cái hộp số vô cấp và thay đổi tỷ số truyền liên tục. Thế nhưng mà về thực tế ở trên Honda chúng ta sẽ không có một cái hộp số nào hết. Và chúng ta sẽ chỉ có một tỷ số truyền mà thôi. Cái nguyên lý hoạt động của nó thì với khối động cơ hybrid của Honda chúng ta sẽ có 3 chế độ vận hành khác nhau. Một là full điện, hai là chỉ chạy bằng động cơ đốt trong, và ba là chạy bằng điện nhưng mà động cơ đốt trong thì nó sạc cho động cơ điện. Với cái việc mà nó chỉ có một tỷ số truyền thôi, cho nên là khi mà chúng ta chạy ở tốc độ thấp ấy, cái chiếc xe hybrid này nó sẽ luôn luôn chạy bằng điện. Và nó sẽ chỉ chuyển qua sử dụng động cơ đốt trong khi mà nó đã đạt đến một cái ngưỡng tốc độ nhất định. Theo mình biết là loanh quanh khoảng tầm 100 km/h đổ lên, thì khi đấy động cơ đốt trong này nó sẽ truyền lực trực tiếp và nó sẽ chỉ chạy bằng động cơ đốt trong mà thôi. Lúc đấy chúng ta sẽ không có cái khả năng là chạy song song giữa cả xăng và điện. Đó, ở tốc độ cao thì bởi vì nó tỷ số truyền nó thấp, mà nếu như mà động cơ xăng mà chạy từ đầu thì không thể nào mà nó kéo chiếc xe đi được, đúng không? Cho nên là chúng ta sẽ phải chờ đến tốc độ cao nó sẽ chuyển qua cái chế độ là chạy động cơ hoàn toàn là động cơ xăng. Và sau đấy thì ở một số những cái tình huống nhất định máy tính nó sẽ đọc và chúng ta sẽ có cái khả năng là chạy bằng điện nhưng mà động cơ xăng thì nó sẽ không góp phần để tạo ra năng lượng giúp chiếc xe di chuyển, mà nó sẽ tạo ra năng lượng để sạc lại cho. Và đó là cái nguyên lý hoạt động của những cái chiếc xe hybrid đến từ Honda. Nó khác với cả những cái hệ thống hybrid của những chiếc xe khác là nó không có cái khả năng kết hợp giữa động cơ xăng và động cơ điện để cùng chạy cùng một lúc. Đó, nó khác biệt là như vậy. Và nó không có hộp số nữa các bạn nhé. Hộp số này là hộp số một cấp. Đấy, hộp số của Honda hybrid nó là như vậy. Đấy là cái điểm khác biệt của một chiếc Civic hybrid hay là Accord hybrid so sánh với cả những cái thương hiệu khác. Đây là một cái mà nó khá là hay và mình nghĩ là nó khá là độc đáo của Honda nói chung, hybrid, Honda hybrid nói chung, so với cả những cái hệ thống hybrid khác. Và các bạn nghĩ thế nào về Civic mà không có hộp số? Các bạn phản ánh rất nhiều về hộp số CVT. Các bạn muốn lái một cái chiếc xe số sàn nhưng mà nó không được bán tại Việt Nam,
Nhưng mà phiên bản này thì biết đâu là trong thời gian tới Honda họ sẽ bê về, bởi vì xu hướng bây giờ là hybrid và tiết kiệm xăng mà. Thì các bạn nghĩ thế nào về một chiếc Civic không có hộp số? Thì hãy comment ở phía bên dưới nhá. Rồi, ok. Thực ra nếu như mà nói về bên trong nội thất của Civic, cái phiên bản RS, cái phiên bản hybrid tại Thái thì nó không có gì nhiều khác biệt so với cả phiên bản Việt Nam đâu. Thực ra là mình ngồi thử ở bên trong thì nó cũng giống như vậy thôi. Nó cũng ba chế độ lái ở Sport, Normal, Eco, rồi mọi thứ nó không khác biệt gì cả. Nó chỉ khác biệt về động cơ và khoản vận hành thôi. Còn về ngoại hình thì nó khác một tí này. Qua cái mâm đó, chúng ta vẫn sẽ có mâm là 235/40 ZR18 là lốp. Và lốp vẫn là Pilot Sport 4. Thế nhưng mà cái họa tiết mâm này thì nó hơi khác một chút. Thực ra thì mình thích cái mâm bản ở bán ở Việt Nam hơn, mình thích cái RS Việt Nam hơn. Mâm này nhìn nó không khỏe bằng cái mâm ở mình. Mâm của mình kiểu sơn đen nhám với họa tiết là nhìn nó giống mâm BBS nên nhìn thấy nó đẹp hơn. Đó, về cơ bản thì nó không khác gì cả, chỉ khác về cái powertrain, cái hệ thống dẫn động và cái động cơ thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xuống dưới này, sẽ có một cái chiếc xe nữa cũng sẽ nhiều khả năng cao là sẽ về Việt Nam trong thời gian tới này. Đó chính là HR-V thế hệ mới. Đây mới là chiếc xe mà có nhiều cái chúng ta đáng để xem. Có lẽ không bắt đầu bằng đầu xe, bắt đầu bằng đuôi xe. Bởi vì sao? Vì mình cảm giác nhìn nó giống đuôi của Porsche Macan đây các bạn. Đúng không? Các bạn có thể nhìn thấy là cái phần đèn nhìn rất giống Macan. Không biết các bạn có thấy giống không thì để lại comment ở phía bên dưới. Nhưng mình thì mình thấy giống Macan. Và cũng giống như là rất nhiều dòng xe Honda mới thì chiếc HR-V này cũng sẽ có phiên bản là EHEV, phiên bản sử dụng hybrid. Trước khi đi vào trong thì chúng ta hãy cùng xem qua ngoại hình của chiếc xe này, bởi vì theo mình thấy đây là một cái chiếc xe có cái ngoại hình thực sự là nó đột phá so với phiên bản cũ. Nó khác biệt hẳn so với cả cái phiên bản cũ. Các bạn nhìn phần đầu xe của chiếc HR-V mới này, chúng ta sẽ có một cái thiết kế nhìn nó không còn gọi là bầu bĩnh, nó không còn tròn tròn, nó tù tù như là cái mà chúng ta đang thấy ở Việt Nam nữa, mà nhìn nó sắc hơn rất là nhiều. Những cái đường nét vuốt này, ở đèn này, những cái góc cạnh ở trên xe nhìn nó sắc hơn. Và ngay kể cả là cái việc là cái phần mặt ca lăng, bây giờ mặt ca lăng nó sẽ không còn những cái chi tiết chrome nữa. Thực ra là nó vẫn có một cái phiên bản sử dụng cái mặt ca lăng kiểu chrome dạng kim cương ấy, nhưng mà mình thích cái phiên bản này. Nó liền khối mà nó liền màu toàn bộ, đồng bộ với cả thân xe hơn. Nó có một cái cảm giác gì đấy cũng giống một cái chiếc xe điện, nhưng mà thực ra là nó không phải. Nó là xe hybrid. Đó, và logo Honda Hybrid thì chúng ta sẽ có một cái logo có cái viền xanh như thế này. Nó cảm giác cái thiết kế mới nó đẹp hơn hẳn. Thực sự là nó đẹp hơn hẳn so với cả cái thế hệ HR-V hiện tại ở Việt Nam luôn. Không biết các bạn thấy thế không? Cái phần mâm xe thì ở phiên bản này chúng ta cũng sẽ có cái thiết kế mâm, thực ra là nó không phải quá nổi bật, nhưng mà nhìn nó cũng hài hòa với cả tổng thể của cả cái xe. Đó, chúng ta sẽ có một cái phần lốp, nó là 17 inch. Lốp này, mâm này là mâm 17 inch. Nhìn nó hài hòa. Trước đây thì đúng là nếu như mà so ở thị trường Việt Nam, so ra với những cái đối thủ ví dụ như là Peugeot 2008 ấy, hay thậm chí là Corolla Cross, thì HR-V cảm giác là nó hơi đuối thật. Nhưng mà với cái ngoại hình mới này, nếu như mà về Việt Nam thì thực sự là chiếc HR-V này nó cũng sẽ rất là cạnh tranh đấy. Bây giờ hiện tại bên trong thì có người ở bên trong nội thất, cho nên là mình muốn nói qua một chút về cái động cơ của chiếc xe này. Thì nó sẽ hoạt động giống như là chiếc Civic, cái hệ thống hybrid. Chiếc Honda nào hybrid nó cũng sẽ giống nhau, và nó hoạt động giống như là cái chiếc Civic mình vừa mới chia sẻ vừa xong. Thế nhưng mà cái điểm khác biệt là cái chiếc xe này thì nó nhẹ nhàng hơn một tí. Nó sẽ không sử dụng cái khối động cơ đốt trong là 2.0 giống như là Civic, mà cái động cơ đốt trong của nó sẽ chỉ sử dụng động cơ là 1.5 mà thôi. Đó, còn Civic sẽ dùng là 2.0, và nó vẫn sẽ kết hợp cùng với cả hai cái motor điện, sử dụng với ba trạng thái mà như mình vừa chia sẻ ở Civic ấy. Một là chạy điện, hai là chạy xăng, ba là xăng sạc cho điện. Và cái công suất tối đa mà cái chiếc xe này nó sinh ra thì theo mình nhớ không nhầm nó sẽ rơi vào khoảng tầm loanh quanh đâu đấy 130 mã lực thôi. Tức là nó không phải là quá nhiều, nó nhỉnh hơn chiếc Cross Hybrid một tí. Nó đủ để chúng ta có thể sử dụng và di chuyển nó được với cái điều kiện đô thị là chính. Thì mình nghĩ là chiếc xe này về nó sẽ có nhiều tính cạnh tranh. Nó sẽ có rất nhiều tính cạnh tranh với các đối thủ ở Việt Nam bây giờ.
Ban nãy về phần ngoại hình thì mình có chia sẻ với các bạn về cái chiếc HR-V, như cái phiên bản mà cái phần mặt ca lăng nó cùng màu với cả màu sơn của xe ấy, nó là bản thường. Còn cái bản RS này thì là cái phiên bản mà mình đang ngồi ở bên trong nội thất của nó đây. Thì ở trên cái phiên bản RS này, nói về cái thiết kế tổng thể chung thì nó rất là giống Civic. Cái thiết kế nội thất mới của Honda nó là như vậy. Chúng ta sẽ có một cái đường vuốt điều hòa, nó xuôi theo ngang xe. Tất nhiên là ở trên HR-V thì chúng ta sẽ không có cái phần lưới lưới giống như là ở trên Civic. Thế nhưng mà nhìn cái thiết kế chung của nó cũng thế, hay là những cái núm vặn điều hòa này cũng rất là giống ở trên Civic, và cảm giác cầm nắm nó vẫn rất sướng. Nó vẫn sướng như vậy. Ở phía trung tâm thì chúng ta vẫn sẽ có một cái phần màn hình khoảng tầm 9 inch này. Ở phía dưới rồi chúng ta về từ phần cần số cho đến các chế độ lái, rồi phanh điện tử hay là tự động giữ phanh. Nó rất là tương đồng với cả cái chiếc sedan hạng C của Honda. Thế nhưng mà có một cái điểm mình thấy nó hơi buồn cười một tí. Đó chính là cái phần đồng hồ mà hiển thị thông tin, hiển thị tốc độ ấy. Nhìn qua thì chúng ta sẽ nghĩ rằng nó là một cái phần đồng hồ full LCD. Thế nhưng mà thực chất ra thì nó là đồng hồ gọi là nửa analog các bạn. Tức là chúng ta vẫn sẽ có một cái giao diện là một bên là hiển báo vòng tua, một bên là báo tốc độ. Thế nhưng mà chỉ cái phần kim báo tốc độ là nó sẽ có một cái kim analog vật lý ở đây các bạn. Còn cái phần bên còn lại thì nó sẽ là màn hình LCD. Đây là một cái sự kết hợp mà mình cảm thấy nó cũng hơi kỳ cục một tí của Honda. Không hiểu sao họ lại làm như thế ở trên chiếc HR-V. Ngoài cái việc đấy ra thì mình thấy là với một cái chiếc crossover gọi là hạng B, B cộng như thế này, về cái không gian của nó, về cái cảm giác ngồi bên trong cũng như là những cái công nghệ của nó thì rất là ok. Đó, đây chúng ta có xa không dây này. Cũng như là những cái chế độ để chỉnh điều hòa nó cũng khá là hay ho, mới lạ. Không gian ngồi ở trong thì thoải mái, dễ chịu. Ở cái phiên bản RS này thì hình như là RS nên là ghế nó sẽ hơi cứng hơn một xíu, nhưng mà vẫn cảm giác là nó ôm người. Vô lăng rất là đẹp. Chúng ta vẫn sẽ có Honda Sensing, tức là sẽ có Adaptive Cruise Control các thứ. Và cái phần vô lăng này thì cảm giác là nó đẹp và cầm nó cũng vừa tay, sờ vào cảm giác nó cũng rất là dễ chịu. Chúng ta thì phía bên trong của chiếc HR-V này thì mình thấy là nó sẽ phù hợp với cả một cái chiếc xe gia đình, đặc biệt là nó là một cái chiếc xe hybrid, nó tiết kiệm nữa, nó trẻ, nó hợp với cả gia đình trẻ. Nếu như mà chúng ta cảm giác là những cái chiếc xe như kiểu Corolla Cross thì nó hơi bị già một xíu, thì cái chiếc HR-V mới này thực sự là nó trẻ hơn nhiều. Nó trẻ cả từ phần ngoại thất cho đến phần nội thất. Vận hành ra sao thì không biết là nó có trẻ không, nhưng mà về cái cảm quan thì mình cảm thấy là như vậy. Đó là một cái chiếc xe dành cho người trẻ. Nói chung đây là một cái chiếc Civic crossover hạng B, đẹp. Và đó là những cái mà mình muốn chia sẻ lại với các bạn ở gian hàng của Honda ngày hôm nay. Hai chiếc xe mình muốn giới thiệu kỹ nhất là mình đã nói rồi, Civic Hybrid và HR-V mới phiên bản Hybrid. Năm nay thì Honda họ tập trung rất là nhiều vào những cái chiếc xe chạy nửa xăng nửa điện. Chúng ta có thể thấy rõ được cái điều đấy, và cái xu hướng của họ bây giờ cũng làm muốn làm một cái chiếc xe nó vừa sạch hơn và nó vừa tiết kiệm nhiên liệu hơn. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ chuyển qua Toyota, có một cái chiếc xe mình cũng rất muốn chia sẻ với các bạn và muốn đưa đến hình ảnh tới các bạn. Nhưng mà cái này có lẽ là các bạn sẽ phải đợi đến video lần sau thôi. Video của Honda ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Bye bye.